ngày hôm nay tôi sẽ là người dẫn dắt cho sự kiện đã nhạc hội của FE Credit. Và đây sẽ là những ca sĩ có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Tất cả cũng như là các em đang có mặt tại đại nhạc hội FE Credit với chủ đề Going Forever Excitement diễn ra trong buổi tối ngày hôm nay. Tôi là Chí Thuận và Đỗ Phương Thảo. Xin được gửi đến tất cả quý vị lời chào trân trọng nhất. Sadness that cripples you, it comes in waves and out of the blue. But feel free.